ខ្ញុំមានបួនចំណុចជាប់ព័ន្ធនឹងការកសាងខ្លួនឲ្យខ្លៃទៅជាអ្នកមានឬមួយអាចទៅជាពលរដ្ឋល្អម្នាក់កថាបានណាជាងការយើងកុំគិតទៅរឿងអ្នកមានពេកខ្លៃទៅជាពលរដ្ឋល្អម្នាក់នោះក៏លែងសង្គមក៏លែងប្របាកដាសាយើងដែរមនុស្សខ្លះມັນបានមានហើយវានាំប្របាកដល់សង្គមទៅទៀតក៏មានខ្ញុំមានបួនចំណុចទី1មនុស្សម្នាក់ម្នាក់យើងត្រូវមើលប្រវត្តិប្រវត្តិខ្លួនណាប្រវត្តិខ្លួនយើងប្រវត្តិគ្រួសារប្រវត្តិខ្លួនយើង อ่านสะเพยจรานខ្ញុំអានសะเพยខ្ញុំសរសើរទៅចិត្តមួយរយកបានអានរំហើយបាទខ្ញុំអានសะเพยច្រើនប្រទេសមួយនិយាយទៅវិញបន្តិចប្រទេសមួយជាងកាលការក្រោនឹងខ្លួនយើងក៏អេហ្វេកទីវវិសង្គមដែរមិនមែនយើងមិនចង់តែរឿងខ្លះវិសង្គមគឺត្រូវតែហ៊ានផ្លាស់ប្តូរផ្នត់កំណត់ត្រូវតែហ៊ានទំផ្លាស់ប្តូរទម្លាប់បើតាមខ្ញុំចាំខ្ញុំមើលសะเพยប្រវត្តិសាស្ត្រផងប្រទេសខ្លាំងៗដូចជាអ៊ីស្រាអែលដូចជាជប៉ុនជប៉ុនដូច
tha dương một khăn mong nâng á mẹ nâng á rương khăn nó chỉ khăn khăn rộp quan mà hỏi tên đi hơi đại tiêm tiêu bởi chí bó rõ dương tự bắt đầu nọt cầm định nâng công công nơi ta quán ba ấy kì vật màn kì cầm phân lấy nâng ấy nàng cầu vật nâng phải giặt nên tiêu khăn á hương bó bó xa dung vai mà hỏi mình hướng thầm mây thì chẳng thử mơ là anh ấy rương bó bó xa tại ca phép khăn này bó bó xa hơi xa nâng khăn mà đó bây giờ hà lấy nâng thầm mây đường nhà mình thả technology hướng mùi xe thiệt chẳng cứ thời tiết hiện phát pro cầm đất hay mưa bọt sao dù buồn chẳng thời tiết hiện phát pro biết khác hiện phát pro bọt sao làm đồng bởi mình chẳng tiền á kiệt sạc năng cứ ở từ rồi chị ở từ rồi chứ bởi dương đã hay dương con má á khi mình chẳng gì tập hư mà các bạn nâng gì gì pi anh đu China nâng gì tập hư chỉ chặt chậm lập nạp tiền nâng hoàn tiền nhưng mấy chứ quên pro đứng mà xong mũi tiết thì mấy khung này nè công cháo phết mặt tròn làm đồng phết mặt tròn nhóm bữa tam nhóm đang mà nó máu đi mình nhiệt mình tràn kì ao đầm đầy hơi cổ rô lưỡi cặp mang khác để sang phết mặt tròn này bởi sân chỉ dương bắt băng phía sông trăng sừng cung lên ao đầm lấy chọc dương bậc cai và ban nam miền lưu và ban nam đấy cái nào sừng cung mật phép bom bồn lên tục chặt chọc chẳng thời thời thơ mà đừng mình nhé ở miền cồn thò ta chặt thò mới ta thò phía sông trăng thời tầm biển đại khát cứ thời tầm biển nông một côn mình nhé ngoài tôi bờ mình sờ lan khuôn anh cũng sờ lan chiết xa này tới hiện cả cái này dương chỉ một côn mình nhé dương được nông chiết xa nào mui dương thưa ở kỳ vô thả chiết xa nông gì mình trăng chẳng mình còn gì ta miền xa mui nó cái thang gì top chưa được là bình chẳng cái bài ta đâu thi chỉ mui à dương kết mưa là nâng là liền lốt á, liền lốt á coi hơi công thắc cai xíu á, thì thắc sát nó cái men tham mình nâng á, nếu khác cái tham muối nó bây giờ cái tham mình nâng dễ mình sẽ trăng còn mà cái tham bớt sát nâng dễ mình trăng chọc rồi mà, hay xóm á, xóm bây giờ mình nâng với ai tới chỉ sát nâng kia, cái hai tay chỉ sát muối miền phía mình thoát trăng, thứ bảy sam kỳ phía đường nhà bàn lược, đường của bàn lược là cả sam kỳ phía chỉ sau sam kỳ phía ngồi chết không tất cả ơn, bảy bạ sam kỳ chỉ là lốt chỉ là lê ở nâng ấy, hay cả na sam kỳ tới trăm tha hiền đẹp bằng miền ca sa mạc kỳ na thể ca lang đặt miền ca lẽ bằng này còn đặt miền ca lẽ bằng bản miền ca sa mạc kỳ tự rồi miền ca chạy âm lệch bản miền ca sa mạc kỳ tự bản ai ngoài tôi được chìm đôi kháng đám dưới hạt đôi chìm sơn bạc ai sa mạc kỳ này dương sơn bạc ai thế à lấy chưa sa lục cũ bông mực nhom chìm mũi lục nhà sa bầu châu nia quê thưa ai mới thêm chưa thà ca lang ao trả dương bay nẹt sa mạc kỳ này cứ bị tranh kiếm bạn nào bờ dương nơi tay lái dương tay là bò đi đường thuyền bạn nào bờ lục nhà lục cũ bông chìm mực nhom quê miền phong phong chưa con thơ thì thêm chưa thà dương thưa được thưa được mũi màn kiếm đi hai đại chỉ ca sa mạc kỳ hai hiền lắm mong nhà mạch thà ở đây bờ lục cũ qua hai nấng lục cũ vừa đất nhom chui đằng mỏng anh nấng khai sa mạc tiền đập bằng là ngay cứ ai thuê bàn kiếm chẳng bờ dương nơi tại tia đi đường khốn nữa cái thạc nhom hộp xong ta mà sóc á miền long dưới ta tia phát á là miền mạng của miền ta mà sóc ba nè ôi ta mà sóc đằng á vì mà sóc ta luôn ai miền ấy cái loại côn bao viêm bán sóc nó để rồi bỏ sóc với sóc thầm để dương nữa vì sao đó côn nữa ca để phân đó dương nữa cái này dương bị sóc nó bị sóc đó là côn tiệt hay bị sóc đó chết bị sóc đó chết nè trong khởi rừng trong khởi ni nhóm mình đang tha nhóm mình hiện tha này ná đi nhóm gì cho phim mình đâu lâu nhóm qua chỉ miết tha bờ cana mình ạ phim vót luôn á nhóm qua prap đây nè là bò trên này lưu tục đồng ca mình ạ phim vót luôn á luôn á cứ bẩm mắt mới chỉ biết không ai nhóm qua phiền mình ạ phim vót luôn á cứ mai nó bẩm mắt mới chỉ biết không ai mà nó nhóm gì cái tí nhá rồi ca ạ phim vót luôn á vì mình chấm đất đang cướp cắt này cướp bê bê thằng ngon cứ bảy nhà sọc hộp hiệp là bó dừng lên dễ cả na dưới Andrew hình chi na bề gạch còn ăn tới phơi ăn nước áo quạt đang cầu tới bạn này không dễ cả vật luôn thì mình thấm bạn nói bảy nhà sọc hộp hiệp nhưng mà chưa tham mình luôn na đây mình ăn tới phơi thôi luôn ai áp bị vật luôn từ lưỡi chấm này đang hay nước sọc hộp ban đầu mình ăn gì cứ áp bị vật luôn cứ sủng khăn na kia đâu khơi ta không nhỉ kia đâu khơi tham mình nước đây đây bậc cai ăn hai bậc cai sai khi đứng hai bậc cai thua cá đôi chục con nữa á dụ còn vậy á dụ vậy nhá mình là dụ khay thằng chăm ăn khi mình ra hai bậc mai chỉ với nước mai chẳng mệt bởi dương á lấy hạt bông á khu cơ ba vì bậc căng vì cái thằng ta bậc căng vì kẹng khu cơ ba đại dương tài như tham mình nữ có mọi kẹng chuyện cá kẹng chứ có mọi kẹng khu cơ ba nữa
tiếng khu cơ bá cứ mình nước ở áp bị vọt khu cơ bá nâng hay hay cái áp khu áp bị vọt khu cơ bá việc bắt bắt đầu sọc tiếp á chẳng mang gì Nhật Bản à dụ vơi như game phát để sao Nhật Bản châu chất vui cây cà chán ai vui cây cà đòi dụ chả chẳng mang thằng cà bị vọt luôn mình hưởng thoải mái đấy mình hưởng tại chậm nên lui mình để hưởng dương ban nữa cái thằng ban thử thông ban thử đi chúng ta cứ việc vọt sọc tiếp chẳng khiêm xong một tiêu nếu mà tham mình nước công mình lâu sập hơi so cùng làm lông từ lưỡi hướng cả từ bóc luôn từ lưỡi chụp nhẹ đằng đằng anh ấy cứ tha ót chi cái bàn hình trắng bờ dương sờ lăng dương khuôn dương sờ lăng cua sa dương cứ thở tại anh sờ phơi rằng hơi nó cô thở tam đan ông pi sờ phơi kia này ông pi sọc tiệp đại đây mình nữa nó sọc ngay trong mà dụ với cho mà sọc tiệp đó đây mình đây can sờ phơi này dương ông pi sọc tiệp coi tại sọc mỏng suốt thằng cái bàn thì tận ham hao cả bàn can đây tại ót từ thừa tạm bàn anh cái tha ho ăn bàn chừng lo lo anh hết cái tóc chào tại anh thấy anh thầm mà đằng đằng nhóm ót đây mà tôi này dương trắng á bởi sao có phép luôn ngài vậy chứ nhóm án á bạc nhóm miễn ép hát bán á ở nhóm develop luôn hợp hát bán nhóm ốc luôn mà rõ máu nhóm nơi lửa tia học sức lâu rồi chứ nè và dụ nhóm bán năng chắc mai tha nhóm develop tiếng sức có phép tiếng chẩm nét đăng bọc nhóm mà xong ốc quân nâng trong cơ mà nhóm kết tha có chìa ca chô rô mùi đó xâm khánh đà mây thần ni ôi bọc quạt tha mà nụ cực khní cứ sách tại ai khai chìa nẹ miễn rồi có ai khai chìa phô rạch đó lõ cứ tì mùi tờ tài score và vọt luôn rồi có score và vọt tài sạc luôn hỏi hiên vừa cao lạc đồ ประวัติศาสตร์របស់ខ្លួនហើយទី2គឺមានភាពស្មោះត្រង់ហើយនឹងទី3គឺមានភាពសាមគ្គីភាពហើយនឹងទី4គឺអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងបើសិនជាមានចំណុចទាំង4នេះគឺយើងជាមេគេសម្រាប់ដើរឆ្លោះឆ្ពោះទៅភាពជាអ្នកមាននិងឬក៏ជាពលរដ្ឋល្អនៅក្នុងនាមជាអ្នកមានឬក៏អ្នកមានតើត្រូវធ្វើអ្វីមួយដែលគិតថាចាំបាច់បំផុតនិងអ្វីមួយដែលគិតថាជៀសវាងបំផុតយើងមានដើម្បីអីមើលឥឡូវសំណួរសួរចង់មានដើម្បីអីបើមាននឹងបានចាយផងមានបានចាយណាបើយើងមានពីក្មេងតោះចាស់ហើយនៅតែរស់រហូតនឹងបានចាយនៅលុយនោះមានដើម្បីអីហើយស្អីដែលត្រូវបន្សល់ទុកចំនួនពីរហ្នឹងគឺវាអបសិទ្ធគ្នាអាចតែធ្វើទៅហ្នឹងគឺអត់បន្សល់អីនឹងឯងអញ្ចឹងការដែលមានលុយដូចខ្ញុំចង់និយាយពីសភៅដែលយើងអានសភៅអ្នកកម្ពុជាអ្នកមានសាស្ត្រអ្នកមានលុយពពលោកហ្នឹងយើងមើលកំណត់របស់គាត់គឺគាត់បន្សល់ទុកនៅអាល្អហ្នឹងលុយដែលគេរកបានហ្នឹងគេបន្សល់មរតកមិនមែនបន្សល់លុយទេលុយនៅសល់លោកគ្រូនិយាយថាអន្តរខណ្ឌជីសល់300,000លៀនណាខ្ញុំឲ្យ100,000លៀនទៀតក៏អត់សល់ទេលុយនោះនៅសល់លុយគ្មានប្រយោជន៍ទេគឺការកសាងបានវាសល់មរតកការកសាងវាសល់មរតកយើងដឹងថានៅក្នុងពិភពលោកនឹងប្រាសាទធំធំរង្វាន់ Nobel រង្វាន់ Oscar ធំធំអានឹងផុសផុសផុស Oscar នោះរង្វាន់ Nobel ផុសលោក Nobel នោះឯងមិនសល់ទុកអានឹងដូចជាឆ្នាំព្យាបាលជំងឺអេតខ្លួនចាញ់នឹងផុសលោក Bill Gates នឹងក៏សល់ទុកអានោះឯងលុយមិនសល់ណាលុយអត់ដូចទេលុយតែលោក Bill Gates បាត់ទៅគេអត់ដឹងថាលុយ Bill Gates មានម៉េចពូ Bill Gates បាត់ម៉េចរឿងរបស់គាត់ទៀតលុយនឹងលេបគាត់ហើយតែមើល Bill Gates នឹងគាត់ទៅធ្វើស្អីបានមួយនោះអានោះគឺសល់គាត់នឹងឯងអញ្ចឹងយើងត្រូវតែធ្វើស្អីជា Empire ថាជាមរតកឲ្យសាងសង់ទៅអញ្ចឹងអ្នកមានខ្ញុំគិតថាគួរតែមិនសល់នឹងមិនមិនសល់លុយទេលុយនឹងតែអាចដាក់ទៅយកមកខ្ញុំខ្ញុំចែកអស់ដែរនឹងតែបើអ្នកមាននឹងទៅធ្វើស្អីមួយបន្សល់ឲ្យសាធារណជនគេប្រើរហូតដល់រាប់ពាន់រាប់ឆ្នាំរាប់រយឆ្នាំក៏គេប្រើមិនអស់ហើយគេបើឬគេជួយទៅសិក្សាជ្រាវដូចអន្តរជាតិគាត់ទៅធ្វើបណ្ណាល័យ6 7000នោះខ្ញុំជឿថា10000ឆ្នាំទៀតក៏នៅដែរពួកអីបណ្ណាល័យឈ្មោះ A មួយខោគេធ្វើអេថ្មីទៀតតែបើលុកទុកលុយរបស់គាត់លុយហ្នឹងណាចិត្តរបាត់អស់នេះអត់បានមិនសល់ទេអញ្ចឹងកុំប្រឹងទុកលុយច្រើនពេកធ្វើអីឲ្យនៅសល់ទៅហើយទីពីរដែលកុំមិនសល់ហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពសាធារណៈធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍ឆ្នាំមិនគួរមិនសល់ទេយ៉ាងហើយណាក៏បន្សល់ស្នាមអាក្រក់ទៅដល់ជាតិរបស់យើងក៏គួរកុំដែរនឹងអានឹងរឿងមិនគួរហើយអានឹងនិយាយច្រើនណាបើថាស្អីខ្លះដែលមិនសល់នោះវាមានច្រើនអញ្ចឹងគាត់ថាកុំទៅកុំបន្សល់ស្អីដែលពេលដែលយើងស្លាប់ទៅយើងជាអ្នកមានប៉ុន្តែទុកឲ្យអ្នកជំនាន់ក្រោយដោះស្រាយនឹងមិនគួរទេអញ្ចឹងយើងមានអបាយចំពោះលុយមិនបានចាយហើយទៅទុករឿងឲ្យគេដោះទៀតខ្ញុំគិតថាកិច្ចការនេះដើម្បីកុំឲ្យជិះវៀងការបន្សល់រឿងអាស្រូវនឹងរឿងអាក្រក់ក៏តែយើងគិតពេលដែលយើងនៅរស់នឹងហើយគិតនៅពេលដែលយើងនៅមានកម្លាំងទៀតមិនមែនពេលដែលយើងអស់កម្លាំងធ្វើឲ្យបានយើងធ្វើវាធ្វើអត់បាននេះគឺនៅពេលដែលកំពុងពេញកម្លាំងគឺត្រូវរៀបពីមុនបាទតើត្រូវធ្វើអ្វីមួយដែលចាំបាច់បំផុតនិងអ្វីមួយដែលជិះវៀងបំផុតមកតាមប្រសាសន៍របស់ឯដាមបណ្ឌិតគឺកសាងអ្វីមួយដែលជាបន្សល់ផលប្រយោជន៍ឬក៏សម្រាប់ជាផលប្រយោជន៍សម្រាប់មនុស្សឲ្យបានយូរហើយអ្វីដែលកុំធ្វើគឺមានន័យថាកុំធ្វើអ្វីដែលប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍របស់មនុស្សឬក៏បន្សល់មរតកដែលត្រូវគេដោះស្រាយបន្តខ្ញុំប្រាំចង់ក្រោយខ្លីទេគឺมันមានពីអីថ្មីនេះគឺថាទី1គឺសូមឲ្យ
ពីប្រវត្តិកម្ពុជាទាំងអស់យើងពង្រឹងក្រមសីលធម៌បើយើងមើលពេលដែលឆ្លងកាត់រយៈពេលប្រហែល ai chỉ phải xét từ thời máy này từ thời máy bắt chạy bị chi để dừng vậy nó cứ complete tha mình nói này thời anh đáp không toàn thời máy bắt chạy bị chi chẳng mà mình chỉ thời máy để dừng từ click luôn thì mình từ chỉ thời máy để dừng đã bắt đầu luôn to được chi đây bạn chẳng nhầm xong ai bị chi bỏ rót nước xa đào mình âm pi phồng rừng cầm phao co bục quên mình nói này làm bị chi dừng còn bị cứu xa dừng làm bị cứu dừng ai complete áp bị bỏ luôn mà học quân chân chẳng ai lời nói sụp nu đại xua tầm khăn ở trong cõi tì bầm bầy ai để gì bàn tha dương xa xa máy mơ tổng ọc khăn mơ chỉ bị xe lục lưu nẹo cổ đại sức tay chìa cổ lọ hỏi miền xa mặt tập hiệp này bà kết tha sống cung Campuchia dương rùm khăn rồi còn nôm khăn có sang sống cung môi đại miền cổ lọ hỏi miền xa mặt tập hiệp nô ta miền ở vầy đừng cả làng rồi còn miền ở vầy đại cả làng sầm rạp Campuchia chẳng trong cơ thể sông dốc ta ở vây đại chìa đây sầm mây thông đại mơ khơi thả lúc ta đo chồng lấy mùi đại cầm bù đại bà thả chọn khơi thả cổ cư chìa mù lò hơi miên sầm mặt tập hiệp cục liền lúc ta sống cùng Campuchia bỏ dơ lúc nâng tờ chìa dạng nà sông khlây hơi khlâm nô chồng nách đại chìa kẻ hơi sụp bần cầm bù được có ca sầm mây khơi đo cầm bù trong sông pi nè cổ đi sụp hòn mừng sông chơi nè cổ Lady Fahilokro. Ban. Some group of Konokro, some raps of noa. That tongue chimed and some noti bay, the suit hair, tan and mean a bay cat lang. My young room knee, cossang some gum away, thy mean crew, good chim no law, how you mean sat mat the pip. Cham. Chung present bars, I may have come to Banyama present by some gum chit young, some bow down, even no law, no madu mean sat the pip. Cha, crew, the chim no law, no crew mean sat the pip. Chung mean it hair. គ្រូទាំងអស់ហ្នឹងគឺមានការរួបរวมគ្នាចាមានការរួបរวมគ្នាចែករំលែកគ្នាពីថាអ្វីតែបន្តបានយល់ដឹងឲ្យបានចែកគ្នាឲ្យទៅកាន់អ្នកដទៃទៀតឲ្យបានយល់ដឹងដូចជាគាត់ឲ្យបានល្អប្រសើរដូចជាគាត់ឲ្យមានសមត្ថភាពដូចជាគាត់នោះខ្ញុំគិតថាប្រទេសជាតិរបស់យើងនឹងរួមនៅប្រកបដោយភាពសុខសន្តិភាពចាភាពសុខសន្តិភាពកាលណាមានសុខសន្តិភាពគឺតែងតែមានការរីកចម្រើន hai mình tại nó bắt đầu chết dưỡng cứ nâng sầm bồ tự đói thôn thiên mình nút đai là bà cọp đào con nập hiệp bà cọp đào sạc mặt tập hiệp chà bà nâng ngay là cửu khlây khlắm hay đôi chì sập hiệp sạch mối bàn bồ thá xa mà kì nắng tập bao sạc khảo chẳng thì thả ca rụp rung thân nế khăn ông bụ cọm tài mối rô mê ngay rô nâu bà cọp đào sạc đầy sọc chà con chà nô cửu បាទ អរគុណច្រើន ចោះ ចំពោះ លោក គ្រូ ខួន គ្រី វិញ លោក គ្រូ សាក សម័យ មើល ចិត្ត ចូល រត្រែត ឬ ក៏ ចូល អី ហើយ ហើយ ចឹង បើ សិន ជា ចង់ ដង ហើយ ឲ្យ សង្គម នេះ នាំ គ្នា ក៏ សាង គ្រូ ឲ្យ ខ្លាយ ទៅ ជា មនុស្ស ល្អ ហើយ មាន សមត្ថភាព ឥឡូវ នេះ ជា ពេល វេលា ដែល លោក គ្រូ អាច បញ្ចេញ សារ ដើម្បី ជំរុញ ទឹក ចិត្ត ឲ្យ សង្គម នឹង ចាប់ ដើម រួម រស់ មក លោក គ្រូ អញ្ជើញ បើ មាន តែ 2 ទៅ 3 នាទី លោក គ្រូ និយាយ យ៉ាង ម៉េច សូម ជួយ បាទ សូម អរគុណ ចំពោះ ជំនួយ ơi nhom bàn sẵn bàn bỏ đờ miên cái đấy cái đấy nhom ăn lưng bàn đằng bàn bỏ đờ miên này nhom ăn đây bàn thời bỏ tiền thì thế con bật tay giờ ai đấy nhìn bây giờ tay giờ ai chưa bật tay lần đâu bằng con tay sẵn con nhìn tiền quay được óc sâu bây được tật khổ hai vị trai non đấy bật tay giờ ai mui kia bật tay ả ra tiền lái kia miên rai tiền cả chừng này ở đây mà đông giờ ai nó mà mình còn ta giải bài tập bom đi xuống hà cái ca co sang kia cái đó tầm rập mà chứ ca co riêng sang kia mình men thì ca từng lẽ mau bị đưa mê cứ bị cao chênh ông ti mà nốt nâu nông sừng cung chuyện nốt chỉ nhẹ co sang hái sừng cung mà mình nốt nốt là mấy co sang được cái chuyện này ban ở ban cái chuyện ban được giải chứ mà chẳng biết mấy mình đứt lưng gông mình đứt ót niên sao mà ta biết được co sang thế chẳng biết đâu thì mình sẽ mặc được dù thả sẵn mặt thì biết bằng nó bị nào thả bằng nó bị trả tiền riêng thì là nào cứ riêng thì cứ chẳng chung lệch đi nhưng đau từ lưu thẳng
dương chỉ cru tiền học thì đồ trong bàn thì chỉ thằng đó cru chỉ cùng chẳng bảo cùng nâng là ó vật thô thiệt đàm còn là ó đại dương dùng chẳng nó phải nó rút đại dương bán đó nè rút đại dương bán có chỉ rút là ó có chỉ rút được nét lạc miên tất đây là ó thò miền cùng thiệt nó phải nó rút tôi quất cứ có rút sầm nạn xem xếng trời tài sản trời tài rồi lố gia nam mình sống cùng chiến mũi miền ca áp đi vua à xoay từ lưng nẹ đất ngon miền lẹ đất nạn sầm bạc rút con chỉ nẹ đất ngon miền đằng miền sầm bạc thiệt đi dây rúm đi dây đào lại ca bỏng hạt của miền xa nhớ nè cứ chia một lô là ỏ đằng miền sầm bạc thiệt lúc ai lặng ai ngay ai bỏ sốt ban nâu cùng xa dương bỏ cọp đòi mình nô lỏ mình nô miên xa mát tế thiếp đai xo mình kia chênh bị càng rìm sốt vì miên trong nạc đắng vì miên trong nạc phứ vì miên chùm miên chùm mát nô nâu tín xong cung chết dương nâng miên cả phát đổ cả rít châm ra hơn xong cung cua xa môi cỏ rít châm ra hơn ចំណុចនេះចម្រើនមួយទៀតគឺខ្លួនឯងផ្ទាល់ក៏រីកចម្រើនបាទអរគុណច្រើនឥឡូវនេះដល់វេនលោកគ្រូអ្នកបូម្ដងលោកគ្រូយើងចង់ឃើញសង្គមជាតិរបស់យើងគឺសិតតែជាមនុស្សល្អហើយមានសមត្ថភាពឥឡូវនេះធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យសង្គមនាំរួមគ្នាចាប់ផ្ដើមកសាងសង្គមយើងឲ្យចេញពីគ្រូយើងមុនថាគ្រូសិតតែជាមនុស្សល្អហើយមានសមត្ថភាពតើវានឹងអីកើតឡើងដើម្បីឲ្យមនុស្សនាំគ្នាទៅតែធ្វើរឿងនេះសូមជួយលោកគ្រូអ្នកបូបាទអរគុណសំណួរថាតើមានអ្វីកើតឡើងបើយើងរួមគ្នាកសាងសង្គមមួយដែលមានគ្រូគឺជាមនុស្សល្អហើយមានសមត្ថភាពយើងបាននិយាយកន្លងមករួចហើយរាល់ចំណុចមុនមកថាគ្រូគឺជាពុំគំរូហ្នឹងជាពុំគំរូកូនសិស្សល្អគឺតែសាគ្រូល្អហ្នឹងហើយក្នុងសំណួរនេះយើងចង់និយាយថាតើធ្វើម៉េចឲ្យប្រទេសយើងបានរីកចម្រើនប្រទេសមួយអាចរីកចម្រើនទៅបានលុះត្រាតែប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសនោះមានការអប់រំខ្ពស់ចឹងលោកគ្រូបើលោកគ្រូគាត់ជាមនុស្សល្អហើយមានសមត្ថភាពហ្នឹងគាត់ប្រឹងប្រែងអប់រំប្រជាពលរដ្ឋអប់រំកូនចៅប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមានចំណេះដឹងខ្ពស់មានចំណេះដឹងត្រូវចេះមានសមត្ថភាពនោះយើងនឹងងាយស្រួលកសាងសង្គមជាតិរបស់យើងលោកលីខ្វាន់យូស្ថាបនិកសង្ហបុរីគាត់និយាយថាបើចង់អភិវឌ្ឍប្រទេសឲ្យរីកចម្រើនដំបូងត្រូវវិនិយោគខួរក្បាលមនុស្សជាមុនបើចង់អភិវឌ្ឍប្រទេសឲ្យរីកចម្រើនដំបូងត្រូវភិមាត់ត្រូវវិនិយោគទៅលើខួរក្បាលមនុស្សជាមុនគាត់ចង់និយាយថាត្រូវបំពន់ចំណេះដឹងដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងប្រទេសនោះឲ្យមានចំណេះដឹងខ្ពង់ខ្ពស់ជាមុនសិនដូច្នេះបើយើងជាមនុស្សល្អហើយមានសមត្ថភាពហើយយើងរួមគ្នាបើមិនរួមគ្នាអាហ្នឹងវាទៅមួយទេរួមគ្នាកសាងសង្គមមួយដោយចិត្តស្មោះសរបានន័យថាបំណងរួមគិតរួមធ្វើទាំងអស់គ្នានោះប្រកបជាមានការរីកចម្រើនឆាប់រហ័សជាមិនខានឡើយបាទសូមអរគុណបាទអរគុណច្រើនចំពោះលោកគ្រូនាងបូមានន័យថាបើយើងកសាងសង្គមកម្ពុជាដែលមានគ្រូគឺសិតតែជាមនុស្សល្អនឹងមានសមត្ថភាពនោះសង្គមជាតិរបស់យើងនឹងមានការរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័ស
lần này dương chuyên đo xâm nô tìm bằng buôn đại chế xâm nô bánh chọp rồi có ai thay chế xa trong cầu đồ bỏ lô cừu nè cừu hồi xót về mẫn xót lực bì pram nè tì chế tế rồi xa ta lần này dương bàn lực đọp nè tì rồi mà hồi hồi ở cốt nà xùm mẹ bọt tầm miên đồ bỏ lô cừu nè cừu tàng bày lần này chung xông ai chanh chập đam chanh bì lê đi phơ mẫn tròn cho nè cừu miền xa ấy đại chia xa trong cõi đại chọn này dây bấm phớt tơ can lục kêu nè kêu lục bò dường có đôi chỉ chôn rùm chia tơ bò dường sông chơi nè kêu ai thắp bờ mũi nè tì cứ can tại phật sao ông quân nè kêu sông chơi cha cầu ông quân lục kêu xem nhập xâm nô tì bình bồn trong cõi cứ ta miền xa bài bị xe đại phật nam cha phật nam phi nhã cha xem rập đòn lục kêu có đôi chỉ chôn rùm chia khăn tiếng khăn ông bớt tết nâng tiếng khăn ông cài bớt tết cha xem rập nhung khi nhung toa cha xa pi xe rập nhung nhung khay để cha cứ ba sờ lạnh khôn dương dương tiếng ọc khné trơ tai châu ruộng cỏ sáng mò nu chùm nón cài ao lỏ nâng miên sắc mặt tập hiệp chiên dương cha ọc con cha đục rồi bạn ọc con nè xa để khay hay khâm ba sờ lạnh khôn dương cứ trơ tai cỏ sáng mò nu chùm nón cài ao miên sắc mặt tập hiệp chiên dương xong ao lỏ chiên dương mùi tiệp phong cho ở lần đi ở lần lúc cuối tháng bảy mà khán giả đại tử muốn được có miền nào đại tử bắt đầu lúc cuối cuốn kí được có lúc cuối bầu lúc kí muốn chơi lúc cuối muốn chơi ok 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 tìm môi đẹp trong mà thì chạy thẳng đời mình thằng trung dưỡng dịp phụng chân bảo dịp phụng trâu tài trăng trái phương phụng ngồi lọ đồng bay dương chắc bàn dương chắc bàn tốt bầy viết chỉ chơ cái đấy viết chỉ lộ hạt thiệt cái đấy cô dương tầm ra mình nói bàn lọ cô xong chẳng vì thằng lõ cu sắm bà mình lõ mạng má bà lõ cu sắm và như vậy nít trong sầm đau từ lơ tha dương trâu tài miền chia cu lõ trâu tài miền sầm mặt hiếp đàm bay chui ốp chui chùm rối con trâu từ chia cu lõ dương ao bàn miền chùm nẹt đần và tụt bay kia về càng nào càng nay cái đó được nhiều việc tụ bay về chỉ chơi cái đó chỉ mò cái đó chỉ đồ học thiết ấy cái đó nít chỉ được một tí mình chúng nó tí pì làm mấy ai gì cũng chịu dương đi chứ dương tiếng ốc nè mình học ru mình học mẹ mình nói trâu tại ruộng cất chui cất nè chui cất hay ruộng nè thưa bảo ban chẳng cất hay mình ruộng nè thưa cũng là มันต่อไปรวมคลีดฟื้นหายรวมตัวตัวข้อตรารวมตัวตัวข้อตรารวมตัวตัวพาวพาวรวมตัวตัวพาวพาวจังรวมกัดรวมฟื้นรวมตัวตัวข้อตราหนึ่งรวมตัวตัวพาวมาสมอคุณบัดอคุณจันจุบหลุกรูอคุณครีហើយកំអាទៅណាធ្វើមិនឲ្យចាស់កម្ពុជាខ្លាយទៅជាកាន់តែចាស់កាន់តែខ្លឹមហើយខ្ញុំចាត់ទុកទៅជាលោកគ្រូក៏ជាមនុស្សចាស់ខ្លឹមដែរអញ្ចឹងកុំចាស់ពុកផុយចេះតែរត់ចោលទុកឲ្យក្មេងធ្វើយ៉ាតែក្មេងមិនធ្វើចាស់រួកន្លែងអ្នកដែរនៅសុខសាន្តមិនបានឥឡូវនេះលោកគ្រូវេនដល់លោកគ្រូវេនអ្នកបោហើយមានសារអីចុងក្រោយដែលចង់និយាយទៅកាន់លោកគ្រូអ្នកគ្រូរបស់យើងក៏ដូចជាជនរួមជាតិរបស់យើងសូមជួយលោកគ្រូអ្នកបោបាទអរគុណសារដែលពិសេសបំផុតដែលខ្ញុំចង់និយាយនៅពេលនេះគឺតាមពិតទៅខ្ញុំចង់និយាយយូរហើយតែវាគ្មានឱកាសតែឥឡូវនេះមានឱកាសហ្នឹងខ្ញុំសូមបញ្ចេញគំនិតហ្នឹងជាសាធារណៈគឺសារពិសេសដែលខ្ញុំចង់និយាយបំផុតទៅកាន់លោកគ្រូអ្នកគ្រូនឹងជនរួមជាតិរបស់យើងនៅពេលនេះគឺការអប់រំអំពីបរិស្ថាននិងអនាម័យនៅទីសាធារណៈការអប់រំបរិស្ថាននិងអនាម័យនៅទីសាធារណៈយើងតែងតែសរសើរប្រទេសជប៉ុន
ប្រទេសសិង្ហបុរីនិងប្រទេសរីកចម្រើនផ្សេងទៀតនៅលើពិភពលោកអំពីបរិស្ថាននិងអនាម័យនៅទីសាធារណៈមានន័យថាយើងក៏ចង់បានដូចគេនោះដែរនេះមិនមែនមានន័យថាយើងលួចកម្មសិទ្ធិបញ្ញាពីគេអីនោះទេប៉ុន្តែ Away đây là ó trâu tẩy dọn chân hai trâu tẩy phơi chân hai cứ away đây là ó chân lục rú nè rú nè chôn rôm chiết tầng ó chiết tì rú ra lạnh tum lóp là ó cá mò bị cá ôm rôm nè cá miên chầm nó chập đam ăn vót bà khem miên chầm nó chập đam tê có mình ai tự rồi đây đại dương sa sa bát tê chập bốn sa sa bát tê sang gặp bùa ở đây chẳng nốt đại dương tự bỏ tê khơi cứ kia chập đam ăn nuốt tăng pì ná dương mình đăng tê sắp thằng ngay bát tê dương có chập đam ăn nuốt thôi đây gặp bàn tay mình toàn bàn pin tùng hưng nào lời tê dương nơi miên mặt kê khá khá bó rạc tê khá mua chùm luôn chia bì xê tư nơi đầm bán rô mà nì ở than nìa nìa dương xâm bố bẹp nát rô mà nì than thoa mà chết dương khơi là ọ bà xa là bóng đây mình đôi bì môn vệ tê gặp bàn tay mình toan chìa kê hào tháp pinh mở rôi phê rôi lai ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនគាត់ខ្វះការអប់រំផ្នែកបរិស្ថាននិងអនាម័យទីសាធារណៈនោះគាត់បោះសំរាមបោះកំប៉ុងបោះទឹកបោះសត្វទៅពីសទៅពីសយើងមើលទៅគួរឲ្យខ្មាស់គេយើងទៅភ្នែកប្រសិនបើរមណីយដ្ឋានធម្មជាតិរបស់យើង គ្មានសំរាមគ្មានដបទឹកអីញ៉ែអញ្ញៃយើងទៅទស្សនានោះប្រកាសជាអារម្មណ៍រីករាយទាំងអស់គ្នាដោយគ្មានការខ្មាស់អៀនគេឡើយដូច្នេះលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងជំនុំជាតិទាំងអស់ជាទីគោរព ខ្ញុំចង់សំណូមពរលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងជំនុំជាតិទាំងអស់មេត្តាផ្ដល់គំនិតចាប់ផ្ដើមឲ្យខ្លាំងបំផុតដល់កូនសិស្សឬកូនឬបុត្រធីតាចៅរបស់អស់លោកលោកស្រីឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើផ្នែកនេះហើយបើសិនជាយើង ទាំងអស់គ្នាចូលរួមទាំងអស់គ្នាអ្វីក៏វាបានសម្រេចដែរការងារសពមុខបែបយ៉ាងគឺសម្រេចបានទាំងអស់ប្រសិនបើមនុស្សចូលរួមធ្វើទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយថ្ងៃក្រោយក៏យើងបានល្អដូចគេគេមកស្រុកយើងគេមកទស្សនាស្រុកយើងគេសរសើរយើងដូចយើងសរសើរគេអញ្ចឹងដែរ ចឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូមេត្តាជួយពង្រឹងអានឹងមែនតែនមិនបរឹងលេងលេងបរឹងមែនតែនមកហើយខ្ញុំខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំបរឹងច្រើនណាស់ជាមួយកូនសិស្សបាទនឹងហើយជាចុងបញ្ចប់ខ្ញុំសូមលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងជនរួមជាតិទាំងអស់ចូលរួមគោរពគោលការណ៍3កុំ3ការពារ ដែលប្រមុខរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងបានដាក់អនុវត្តដើម្បីសេចក្តីសុខសាន្តក្នុងបរិបត្តិកូវីដ-19នេះនឹងសូមជូនពរសុខភាពល្អជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចសូមអរគុណបាទអរគុណច្រើនចំពោះលោកគ្រូនាងបូនៅសារប្រសាសន៍ចុងក្រោយនេះហើយខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលយើងទាំងអស់គ្នា សង្ឃឹមថាມັນជាការបន្ទុកទៅលើគ្រូបង្រៀនទេប៉ុន្តែយើងគ្រូបង្រៀនគឺពិតជាមានឥទ្ធិពលដោយផ្ទាល់ទៅនឹងជនរួមជាតិរបស់យើងគ្រប់គ្នាទាំងអស់
mình tha cửa xa ná cứ tay tờ miền khôn sắc tay tờ miền bộ cô đã tờ riêng sâu chiều mùi nâng lục rù chẳng bao lục rù bao giờ mẹ cứ sắc tay chiều mùi lọ hơi miền xa mặt tập hiếp nút rương ở vầy vầy tặng ọ đại nâng cao lăng lọ chạy chiều mình khăn ọ còn nà chung buộc cao châu rùm đồ bó lục rù việc khâm mân tặng bầy đại ai chất tục trà chiên đầm nang nê nê mật tờ rùm ở cụ lọ hơi miền xa mặt tập hiếp nâu bất tế cầm bởi chiều đồ bó dương chẳng cao châu rùm đồ bó lục rù nạc rù cứ bất chế miền á tần này đồ thông thê xâm lập thì việc cụ cư chế nạc nông đồ bó dương hơi cụ cư chế mục lọ hơi miền xa mặt tập hiếp đảm bầy ở lục rù nạc rù tặng ọc nê cư sách tại ai khai tư chế nạc nông hơi chúi chôn rùm chế đồ bó dương hơi sách tại miền ọc ca khai tư chế nạc nông đồ chế nạc nông ọc con chan chung phố ca châu rùm đồ bó lục rù nạc rù ọc con mẹn tên tổng chôn phố ở lục rù nạc rù ở miền ở dụ dương dư hơi miền chỉ vật chuốc tại phiếp bởi chế nâng rùm rương hơi xôm cầm át tờ ná dường nơi bần to bếch cả cam cho mùi khỉa đảm bầy chiết miệt tập hùm đồ bò dường chiếc bì xách cả co sang mũ lột thôn mà nụ nơi cầm bì chìa đồ bò dường ông quân chả nè cử xôm